rồi các bạn thì nếu mình để như này nè thì nó sẽ trông như là một cái đèn camping đèn đi ra ngoại ha để mình có thể mình đọc sách nè hay là mình ngồi pha uống cà phê tâm tình với nhau trong một cái lều rất là đẹp ha rất là ok luôn nhưng nếu mình mở hết cái đèn phòng lên thì sao mà chờ xíu nha đây họ mở hết cái đèn phòng lên luôn đây mở luôn một cái đèn phụ ha mình cho bạn coi cận cảnh đây thì nó sẽ biến thành một cái trạm sạc di động đó thiết kế hai trong một luôn và đây cũng chính là cái điểm mình rất là thích ha rất là ấn tượng với lại một cái sản phẩm như thế này đến từ thương hiệu soi rum thì trong clip này mình sẽ chia sẻ những cái trải nghiệm nhanh của mình về cái trạm sạc di động này để cho bạn coi thử coi là các bạn có hào hứng với nói không ha thì hiện tại cái giá của cái trạm sạc này á nó đang được giảm giá là còn khoảng gần 2 triệu chính thì với mức giá bán như vậy á thì nó sẽ có những cái gì đầu tiên á là nó sẽ có một thiết kế dạng hình trụ vuông vắn như thế này với một cái tông màu gọi là màu oliver màu xanh các bạn ha xanh lá thì nó được thiết kế dựa cho những cái sản phẩm của camping giả ngoại bạn thấy không nó rất là đẹp mắt nè nó, được hoàn thiện bằng những cái họa tiết hai bên như thế này đó cho nên nó là mình thấy là đây là một cái sản phẩm công nghệ mà nó sẽ hòa hợp với là những cái món đồ camping bạn sẽ mang theo khi mình đi một cái chuyến đi dã ngoại nào đó rất là phù hợp luôn về cái mức hoàn thiện thì mình đánh giá là nó rất là tốt được làm bằng chất liệu nhựa PC và ABS chống cháy cao cấp cho nên là bạn hoàn yên tâm hay thậm chí là hãng còn cho bạn thiết kế luôn cả một cái phần vai bằng chất liệu bằng vải dày như thế này để bạn sách đi nó cũng rất là tiện và hai bên này thì hãng sẽ có trang trí là hai cái màn lo đây ha có lo luôn làm như gì thì mình sẽ nói sau nó sẽ có được ghi bằng những cái biểu tượng nhập chìm như này 100W nè rồi dung lượng lên tới là 75.000 đó rất là nhiều nha bên đây cũng vậy luôn đối xứng với nhau và nó được làm những cái họa tiết rất là ấn tượng nhìn nó rất là cứng cáp và mạnh mẽ còn đây là phía trước mà bạn sẽ có tổng cộng là ba cái khu vực bao gồm là một cái màn hình phía trên như thế này để hiển thị những cái thông số cơ bản như là về dung lượng pin còn lại nè điện đầu vào điện đầu ra và một số những cái biểu tượng khi bạn xài những cái tính năng thứ hai là sáu cổng sạc bao gồm là ba cổng C và ba cổng A Cuối cùng sẽ là một cái khu vực để bạn có được những cái nút bấm tính năng Như là bạn sẽ có thêm là một cái cổng DC để bạn sạc cho cái trạm này thông qua dạng như là cổng DC rồi nha Và một cái nút để mình bật tắt được cái âm thanh khẩn cấp à, Và đây một cái biểu tượng SOS tức là mình sẽ tận dụng cái đèn phía trên này để mà chớp nháy thông báo cảnh báo cho người phía xa Cuối cùng sẽ là một cái nút hình mặt trời để mình chuyển qua lại giữa cái hướng đèn à, Rất là hay rồi nha thì bây giờ mình sẽ đi từng phần đầu tiên đó, đó là về cái phần màn hình á thì cái màn hình này á mặt trước nó sẽ bằng chất liệu nhựa chứ không phải là kính cho nên nó là bạn sẽ rất là cẩn thận nha nếu không đó là nó sẽ rất là dễ bị trầy xước nè bị dính bẩn và nó sẽ làm cho cái việc hiển thị bị ảnh hưởng cho nên nó là khi mình mua về á tốt nhất là bạn nên đi dán một cái miếng bbf để mà bảo vệ cho cái phần này và mình đánh giá là cái độ sáng á, thì nó cũng vừa phải thôi nếu mình đi ở ngoài trời nắng á, thì có thể là sẽ hơi khó nhìn chút xíu còn trong nhà thì ok và những cái thông số thiên thị á, thì nó rất trực quan nha tiếp theo đó là cái khả năng sạc thì trên cái trạm sạc này nó sẽ có tổng cộng là 6 cổng kết nối trong đó nó sẽ có là 3 cổng C và được ghi rất rõ ha, C1, C2, C3 trong đó cổng C1 á, sẽ là cổng in và out tức là bạn vừa sạc cho cái trạm này hoặc là bạn sạc ngược ra cho những cái thiết bị khác và đặc biệt có thấy là hãng sẽ có in một cái logo hình một cái chiếc laptop tức là cái cổng này bạn có thể sạc được cho laptop với công suất tối đa lên tới là 100W cho cái việc là bạn sạc vào vẫn như sạc ra còn hai cổng C2 và C3 chỉ là a thôi nha tức là sạc ra đó và nó sẽ hỗ trợ công suất tối đa sẽ là 65W còn với cổng A thì nó sẽ chỉ là a thôi và cái cổng A1 và A2 á nó sẽ có cái công suất tối đa lên tới là 22,5 w và cổng A3 còn lại thì nó sẽ có công suất thấp hơn sẽ là 12 w thì như vậy là ba cổng xe này bạn sẽ dùng để mà sạc cho những cái thiết bị mà cần có công suất lớn như là laptop nè điện thoại nè máy tính bảng nè hoặc là những thiết bị nào lớn hơn còn những bạn nào mà muốn sạc những cái thiết bị nào mà nó nhỏ hơn cần công suất nhỏ như là máy chân gian cầm tay à, tay nghe hay là loa như là mình đang có một cái Tai nghe JBL Lip 5 mới, màu tím, màu mơ rất là đẹp đây. Thì mình thấy mình tận dụng cái cổng A này mình cắm mình sạc cho cái chiếc loa cần công suất nhỏ như vậy nó sẽ an toàn hơn nha. Bạn không nên dùng cái cổng C công suất lớn để mình sạc cho những cái thiết bị nhỏ thì có thể gây, gây ra những cái tình trạng là hư cái cổng sạc hoặc là gây chập hoặc cháy nổ cho cái thiết bị. Nhưng mình nghĩ giá như đó mà hãng đó là in luôn cả cái chỉ số thông số công suất trên từng cổng á, như vậy thì dùng họ sẽ dễ nhận biết hơn cuối cùng sẽ là cái cổng DC cái này mình thấy là cũng uh, khác biệt nè thay vì mình sạc bằng cổng C á, thì bạn có thể mình tận dụng những cái củ sạc mà dùng cổng DC á, dạng chân rồi uh, chân cấm chân kim các bạn ha và cũng có cái công suất là là 100 quá ta thì bạn vẫn thể một sạc được cho cái trạm sạc này rồi cuối cùng đó về cái phần tính năng ha thì bây giờ mình sẽ thử demo đầu tiên đó là về cái phần âm thanh bằng cách là bạn nhấn giữ ha vào cái biểu tượng lo như thế này nè nhấn vô đó thì nó sẽ phát ra cái âm thanh đây rồi nhấn giữ là tắt đi và khi bạn mà bật lên đó thì trên cái màn hình này nó sẽ có một cái biểu tượng ha hình một cái âm thanh để cho bạn biết được luôn đó nó sẽ có một cái biểu tượng như thế này để cho bạn biết ha và bạn nhấn giữ là tắt đi thì cái âm thanh này thì mình thấy là nó cũng tương đối khá là lớn cho nên là nếu bạn nào mà có đi trong rừng trong cái khu khu vực hoang vắng thì với cái cường độ âm thanh như này nè thì phía xa người ta vẫn có thể nghe được ha ok tiếp theo đó là về cái uh, biểu tượng mà sos tức là khi bạn nhấn giữ như thế này đó thì cái đèn ở phía trên nó sẽ chớp nháy và trên cái màn hình đó, nó cũng sẽ có một cái biểu tượng hiện là sos đó bạn nhấn giữ như thế này thì nó sẽ uh, tắt đi đó nhấn giữ là tắt đi và cuối cùng sẽ là một cái biểu tượng mặt trời tức là bạn nhấn một lần á thì nó sẽ là lên đèn và bạn cứ nhấn như thế này nó sẽ theo một cái vòng tròn ha chuyển màu tùy theo bạn muốn ha có xanh đỏ tím vàng gì đó các kiểu à, nó chỉ là đơn giản là một màu thôi chứ không có hiểu gì cả thì đó là về những cái tính năng đi kèm theo thì như mình nói đó cái điểm ấn tượng nhất đó chính là về cái phần đèn phía trên đi kèm theo thì nó sẽ là dạng như là một cái chất liệu silicon bạn ha và khi bạn xếp lại như này đó nó sẽ rất là gọn phẳng luôn và phía trên sẽ là một cái phần miếng nhựa rất là dày đây có logo của hãng Chorum còn để mình xà đèn á bạn việc nắm lên như thế này ha đó kéo lên là xong và cái cường độ sáng á, của cái đèn này mình thấy là nó cũng có mức vừa phải đủ để khi mà bạn xài trong ban đêm á bạn ngồi trong lều hoặc bạn ở ngoài bạn đốt lửa á, thì bạn vẫn thấy từng một cái ánh sáng này để mình đọc sách hay mình chiêu chiêu gì đó nó cũng rất là xịn sò và cái mức tiêu hao của cái đèn này á, nó chỉ có hai quá thôi theo như là cái đồng hồ này nó đo được bạn nha nên là bạn cứ yên tâm sẽ thử bằng coi nè đây thì cho đây nó sẽ nhảy là 2W Đó. Thì 2W này thì nó sẽ giúp bạn xài nó rất là lâu Cho nên là bạn cứ yên tâm Cuối cùng đó là về cái phần khả năng sạc pin thì cái chạm này nó sẽ có dung lượng lên tới là 75.000 mAh ha và sẽ có rất là nhiều những cái xe pin nhỏ bên trong và cái bài test của mình đó là gì mình sẽ sạc đầy cho cái chạm này sau đó thì cái lắp mình đó nó chỉ còn có 20% thôi mình bắt đầu mình cắm sạc ha đến khi nào mà cho cái trạm này á nó hết pin thì thôi và cái lát của mình đó mình xài rất là nhiều những cái tác vụ như là mình làm đa nhiệm nè chia cửa sổ ra ha rồi mình có chỉnh sửa hình ảnh nè hay thậm chí mình có hậu kỳ video mình render video luôn vẫn đang cắm nguồn nha thì nó trụ được khoảng là 6 tiếng 5 phút ở à, với một cái trạm điện nhỏ gọn như này mà có một cái dung lượng lớn lên tới là 75 000 thì với con số 6 tiếng á theo mình đánh giá là đây là một con số rất là tốt để mình kéo dài được một cái còn công việc của mình đó, nó lâu hơn ha tất nhiên cái con số mình đang gọi là test á nó chỉ mang tính chất tham khảo thôi nó lâu hơn hay nó ít hơn nó vẫn còn tùy thuộc vào cái cách mà bạn xài cái cường độ bằng sạc nữa như là bạn có hậu kỳ render nhiều hay không bạn có sạc cho những thiết bị cùng một lúc hay không nói chung là rất là nhiều yếu tố ha còn về cái thời gian mà sạc đầy á thì tùy theo bạn cung cấp nguồn điện cho cái trạm này là bao nhiêu ha chẳng hạn là mình xài một cái cục sạc 100 trăm w đi mình sạc cho cái à, trạm này qua qua cái cổng cũng 100 w luôn thì nó sẽ mất khoảng là hơn 3 tiếng còn nếu bạn nào mà xài những củ sạc mà thấp hơn đó, thì tất nhiên nó sẽ lâu hơn ha nhưng, nhưng bạn cũng cần phải lưu ý á, là bạn nên xài những củ sạc 100 w nhưng mà cái sợi cáp để mà sạc cho cái trạm này á nó cũng phải hỗ trợ sạc nhanh nha chứ mà cùng sạc nhanh mà sợi cáp lại không hỗ trợ sạc nhanh á thì cắm vô thì nó cũng vô nghĩa thôi nó sẽ không có khai thác hết tối đa cái sức mạnh từ cái củ sạc để mình cung cấp sạc điện cho cái trạm này rồi Ngoài ra thì đối với cổng DC này á, thì nó cũng sẽ mất khoảng từ 3 cho tới 5 tiếng để mình sạc đầy tùy theo cái cũ sạc DC vẫn có ha thì tối đa của nó vẫn sẽ là 100W và nó cũng sẽ hỗ trợ những cái tấm năng lượng mặt trời mà hỗ trợ sạc thông qua cái cổng DC này luôn và thêm một cái chi tiết nữa cũng rất là nổi bật đó là theo như hãng công bố á, là cái pin của cái trạm sạc này nó sẽ có chu kỳ sạc xả tối đa lên tới là 2.500 lần tức là nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với lại những cái mẫu bên dịch phòng khác nó có chu kỳ chỉ khoảng là vài trăm thôi tâm ra là nếu mà nói về cái phần tuổi thọ của cái trạm sạc này chắc chắn nó sẽ tốt hơn rất là nhiều Ok, như vậy mình có một cái video mình trên tay cho các bạn xem nhanh một cái sản phẩm công nghệ đến từ thương hiệu Joyroom mà mình đánh giá là nó rất là ok trong cái tầm giá nó mang lại ha. Đó là một cái trạm sạc di động và nó sẽ kèm luôn là một cái đèn cam bên để mà phù hợp cho những ai mà đang à, thích giả ngoại nè mà muốn kiếm một cái món phụ kiện mà để mà nó hợp với lại những cái món đồ căn pin mà mang theo á, thì đây ha nó đây ha thì bạn nghĩ sao về cái trạm sạc di động này thì bạn cái việc comment bên dưới đồ ha phần link của sản phẩm á, mình sẽ để ở phần tả để cho các bạn coi kỹ hơn rồi chào các bạn